nặng lắm, to nặng, dày, to nặng, hàng khủng đấy. Ông Ly giải mã đề nông 7.1, ghép vang hát karaoke được, khỏe, 285W, sản xuất tại Nhật Bản. Giải mã rất nhiều luôn, và con này có chức năng làm pre này, pre out này, làm đầu giải mã được anh em nhá. Đó. Loa front này, Sura Back Center. Quá khủng rồi. Con này nặng lắm anh em ạ. Rất ít con nơm ly giải mã nó sản xuất tại Nhật Bản anh em nhá. Đa phần là tại Malai với Indo với tại China. Nặng. Con này nó làm cái vỏ nó giống như kiểu dòng đề đông 1500, 2000 này anh em nhá. Âm ly giải mã 7.1, 285W điện trong thôn, sản xuất tại Nhật. Chức năng làm dề pre này. Đó. Đường quang giải mã chi chít luôn. Rất mới nha. Cái vỏ này nó khác biệt so với những cái vỏ âm ly khác của dòng đế nông giải mã. Vỏ này nó rất dày. Bên này con